Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên mục Điện Biên làm theo lời Bác của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên. Thưa quý vị và các bạn, nhiều năm qua, việc học và làm theo lời Bác được tuổi trẻ thành phố Điện Biên Phủ cụ thể hóa bằng tinh thần xung kích, sáng tạo trong các hoạt động phong trào đoàn cũng như trong mọi mặt của đời sống xã hội. Những việc làm đó đã tạo được sự chuyển biến tích cực từ suy nghĩ đến hành động của đông đảo đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố. Thượng úy Nguyễn Duy Khánh là bí thư đoàn thanh niên công an phường Nong Bua, thành phố Điện Biên Phủ. Thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân bằng tinh thần gương mẫu, trách nhiệm trong thực hiện chức trách và nhiệm vụ được giao. Anh đã cùng cán bộ chiến sĩ trong đơn vị thường xuyên tăng cường cơ sở, chủ động nắm chắc tình hình địa bàn phụ trách, kịp thời tham mưu cho cấp ủy chỉ huy đơn vị những giải pháp cụ thể nhằm giữ vững tình hình an ninh trật tự, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, tạo điều kiện để người dân yên tâm lao động, sản xuất và kinh doanh dịch vụ. Tại thời điểm này, gần 20 tổ dân phố bản của phường Nong Bua đã thành lập được tổ an ninh tự quản và tổ hòa giải. Các tổ báo tin và cụm liên kết an ninh trật tự được duy trì và hoạt động hiệu quả, góp phần giải quyết dứt điểm những mâu thuẫn phát sinh tại cơ sở. Với sự nỗ lực quyết tâm của Thượng úy Nguyễn Duy Khánh và các cán bộ chiến sĩ công an phường, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại phường Nong Bua được mở rộng, nhận được sự đồng thuận cao của người dân. Trong thời gian gần đây là chúng tôi là có thực hiện làm vận động người dân làm căn cước cho các cháu từ 0 đến dưới 6 tuổi và từ 6 trên 14 tuổi. Chúng tôi là xuống tận nhà người dân, tuyên truyền từng hộ một về luật căn cước để cho mọi người dân hiểu được cái tầm quan trọng của căn cước để làm cho các cháu tới đây để phục vụ việc học, cung cấp thời gian địa điểm tổ chức cấp căn cước, là mang các tổ máy về công an để phục vụ việc làm căn cước cho các cháu, đỡ mất thời gian đi lại nhiều lần, gắn với 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân. Thì bản thân tôi là bí thư đoàn công an phường, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm và nhiệm vụ được giao, làm hết việc không hết giờ. Để việc học Bác tránh được bệnh hình thức máy móc, các cấp bộ đoàn của thành phố đều bám sát vào phương châm hành động, đó là mỗi đoàn viên thanh niên một việc làm tốt, mỗi cơ sở đoàn một hành động thiết thực vì cuộc sống cộng đồng. Tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ thành phố đã ghi dấu ấn mạnh mẽ trên nhiều hoạt động phong trào đoàn, từ địa bàn dân cư đến các cơ quan đơn vị của thành phố. Có thể kể đến như Chủ nhật xanh tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, thanh niên xung kích xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, thanh niên đảm nhận việc chăm sóc gia đình thương binh liệt sĩ và người có công với cách mạng, hoạt động thăm khám, cấp phát thuốc cho người dân tại các địa bàn dân cư được tổ chức thường xuyên hơn. Làm theo đời Bác là đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên. Đối với hàng năm thì chúng tôi luôn luôn là có xây dựng chương trình kế hoạch của năm. Nhưng mà đối với tình hình cụ thể thì chúng tôi luôn tận dụng cụ thể hóa các chương trình, các phương thức thực hiện khác nhau để cho cái hoạt động đoàn nó phong phú hơn, nó không gò bó. Thì đối với đoàn viên tổ dân phố bản ấy, thì chúng ta thì sẽ tổ chức tham gia các hoạt động phong trào của phố bản. Còn đối với đoàn viên công chức viên chức thì chúng ta sẽ luôn luôn gương mẫu, học tập, trao dồi kiến thức, không ngừng học tập để nâng cao kiến thức mình, phục vụ cho hoạt động công việc của mình tốt hơn. Đối với tổ chức đoàn phường Hinh Nam, việc học tập và làm theo đời Bác là rất quan trọng để cho bản thân của mỗi đoàn viên học tập và rèn luyện trưởng thành. Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ, trong nhiệm kỳ vừa qua thì Ban chấp hành chi đoàn Trung tâm Y tế thành phố Điện Biên Phủ đã tổ chức các hoạt động khám chữa bệnh ngoại viện, tặng quà cho các bệnh nhân nhi nhân dịp mùng 1 tháng 6. Các chương trình khám chữa bệnh ngoại viện thì chúng tôi tổ chức khám và cấp thuốc miễn phí trên 250 lượt mỗi lần. Trong thời gian tới thì chi đoàn Trung tâm Y tế thành phố Điện Biên Phủ sẽ tiếp tục phát huy những cái kết quả đã được và đồng thời sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Ban giám đốc và Thành đoàn Điện Biên Phủ giao. Những mô hình làm kinh tế giỏi do đoàn viên làm chủ trên địa bàn thành phố xuất hiện ngày càng nhiều hơn.
tiêu biểu có thể kể đến như mô hình của anh Lù Văn Đức ở bản Cang, xã Nà Tấu. Trên diện tích đất vườn đồi rộng gần 3 hectare, gia đình anh mạnh dạn chuyển đổi từ trồng ngô sang trồng mắc ca, chám đen và mận. Một phần diện tích được anh Đức sử dụng để đào ao thả cá thương phẩm, nuôi gà thả đồi, trồng các loại rau màu và nuôi hơn 30 đàn ong lấy mật. Bằng sự chịu thương chịu khó, mô hình kinh tế gia trại này đã mang về cho gia đình anh Đức khoản thu nhập hơn 100 triệu đồng. Đảng nông dân đất thì cũng có nhiều không biết áp dụng kỹ thuật. Tôi chuyển đổi cơ cấu là trồng cây. Trước tôi chăn nuôi theo truyền thống thả thì không tập trung này đấy. Nuôi nhỏ lẻ không hiệu quả, sau này tôi đi tập huấn mở mang kiến thức này, rồi tôi áp dụng này tại địa phương này, nuôi truyền thống này, sau này gia súc gia cầm nó cũng không bị bệnh này, cây cũng phát triển tốt này. Bằng tinh thần dám nghĩ, dám làm và nhạy bén với thị trường, nhiều đoàn viên mạnh dạn lựa chọn những loại cây trồng vật nuôi mới có giá trị kinh tế cao đưa vào sản xuất chăn nuôi. Đơn cử như mô hình trồng 500 gốc nho hạ đen trên diện tích đất nông nghiệp rộng khoảng 1.000 m2 của anh Hoàng Văn Gián ở bản Bua, xã Mường Phăng. Nho hạ đen được anh Gián trồng theo hướng an toàn sinh học, sử dụng phân bón từ các chế phẩm sinh học. Những lứa nho chín mọng được anh Gián thu hái và bán ngay tại vườn với giá khoảng 200.000 đồng một kg. Mô hình này cũng được nhiều đoàn viên thanh niên trên địa bàn đến tham quan học tập. Chúng tôi cũng được bên đoàn xã cử đi cho đi học hỏi tham quan các mô hình phát triển kinh tế trên địa bàn. Và trong số đó thì tôi cũng thấy một số mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện kinh tế của bản thân và tại địa phương, thì tôi cũng cố gắng học hỏi và phát triển theo các mô hình kinh tế. Thành đoàn Điện Biên Phủ có khoảng 3.000 đoàn viên sinh hoạt ở gần 30 cơ sở đoàn. Để đông đảo các bạn đoàn viên đều có hiểu biết sâu sắc về ý nghĩa tầm quan trọng của việc học và nhất là việc làm theo tấm gương đạo đức phong cách của Bác, công tác giáo dục lý tưởng cách mạng được các cấp bộ đoàn của thành phố Điện Biên Phủ coi trọng, đồng thời xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của các tổ chức cơ sở đoàn. Việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh là một việc làm rất quan trọng đối với đoàn viên thanh niên, bởi vì là việc làm đấy rèn luyện về phong cách cũng như là phẩm chất đạo đức cho đoàn viên thanh niên. Thì trong thời gian vừa qua, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đoàn phường cũng đã triển khai công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Thì hàng năm thì đoàn phường tổ chức các cái buổi sinh hoạt sơ kết, tổng kết, cũng như là giới thiệu các bạn đoàn viên tham gia các buổi tập huấn do đoàn các cấp tổ chức. Từ những việc làm thiết thực của mỗi đoàn viên, các cấp bộ đoàn của thành phố Điện Biên Phủ đã đưa việc học và làm theo Bác đi vào chiều sâu bằng những công trình phần việc cụ thể, chứ không chỉ là lời nói sáo rỗng. Bản thân mỗi đoàn viên ở các tổ chức cơ sở đoàn của thành phố đều coi việc học và làm theo Bác là việc làm phải thực hiện suốt đời. Trong thời gian tới thì để tiếp tục học và làm theo tấm gương đạo đức phong cách tư tưởng Hồ Chí Minh thì đoàn thanh niên thành phố sẽ yêu cầu lực lượng đoàn viên, cán bộ, thanh niên trên địa bàn đó là luôn xung kích đi đầu để triển khai thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan đơn vị. Cái thứ hai là giữ vững bản lĩnh chính trị trong mọi trường hợp, thường xuyên bảo vệ các quan điểm của Đảng trên mạng xã hội, và cuối cùng đó là thường xuyên tu dưỡng rèn luyện học tập, dưỡng tâm trong, rèn trí sáng, xây hoài bão lớn, vận dụng quan điểm của Bác vào trong việc rèn luyện học tập. Qua đó thì có những cống hiến tiêu biểu để đóng góp công sức của thanh niên trong việc xây dựng thành phố ngày càng văn minh, giàu đẹp. Từ những hành động, việc làm thiết thực, thanh niên của thành phố đã có nhận thức đầy đủ, đúng đắn về ý nghĩa tầm quan trọng của việc học và làm theo Bác, tích cực đóng góp công sức và trí tuệ để xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh,
góp sức xây dựng thành phố Điện Biên Phủ ngày càng văn minh và hiện đại hơn. Thưa quý vị và các bạn, đội ngũ cán bộ y bác sĩ tại Trung tâm Y tế huyện Tuần Giáo đã tích cực tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống và cả chuyên môn nghiệp vụ nhằm đáp ứng tốt nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho người dân trên địa bàn. Đến đón tiếp niềm nở, ở chăm sóc nhiệt tình, về dặn dò chu đáo. Đó là phương châm thái độ làm việc của đội ngũ y bác sĩ ở Trung tâm Y tế huyện Tuần Giáo. Thế ngoài chạy thận cho bệnh nhân tại bệnh viện cả huyện Tuần Giáo thì mình còn chạy thận thêm cho các huyện bạn như Tủ Chùa, rồi là Thuận Châu, Sơn La, rồi là Mường Ảng, những bệnh nhân ở phía gần đây họ cũng về đây chạy. Thế còn từ ngày chạy thận thì cái đem lại lợi cho, thứ nhất là lợi cho bệnh nhân. Trước đây thì không có máy thận ở đây thì họ phải lên tỉnh phải thuê nhà đấy, phải ở, phải có người đi chăm sóc. Thế còn bây giờ ở đây có máy thận đây thì họ chạy thận xong họ được về nhà, họ ở ăn cơm cùng gia đình và không phải thuê nhà. Và không phải người đi chăm sóc cũng là rất tiện lợi cho bệnh nhân. Thì nói chung là bệnh nhân vào đây là thường là bệnh nhân cấp cứu mà rất là nặng. Thế đấy việc chúng tôi đến phải thăm khám ngay khẩn trương và ra một cái chuẩn đoán sớm và điều trị sớm. Và những cái gì cần thiết nhất cho bệnh nhân phải đảm bảo được. Hai là phải coi người bệnh như người nhà của mình mới làm được ở khoa này. Bởi vì nếu như mà mình không coi như thế thì không thể làm được. Vì bệnh nhân nhiều, cái bệnh nhân đến nặng hôn mê. Trung tâm Y tế Tuần Giáo hiện có 15 khoa lâm sàng, cận lâm sàng và các khoa hệ dự phòng. Theo số liệu thống kê, từ đầu năm 2024 đến nay, trung bình mỗi ngày, Trung tâm Y tế huyện Tuần Giáo khám và điều trị cho từ 250 đến 300 lượt người. Bệnh án điện tử đã được đơn vị đưa vào sử dụng cách đây hơn 5 năm, giúp các bác sĩ điều trị nắm đầy đủ thông tin về lịch sử bệnh lý, quá trình điều trị và loại thuốc người bệnh đã từng sử dụng, để từ đó xây dựng các đồ điều trị kịp thời, chính xác. Thông qua đó còn giúp cho việc giám sát hoạt động thu chi, kiểm soát vật tư y tế tiêu hao nhằm hạn chế thất thoát lãng phí trong khám và điều trị bệnh. Mức độ hài lòng của người dân đến khám điều trị bệnh tại Trung tâm Y tế huyện Tuần Giáo ngày càng được cải thiện. Tháng nào tôi cũng đi khám ở bệnh viện này, bác sĩ cũng là tốt, thuốc cũng là cho đầy đủ, một tháng là bảo đi khám một đơn, làm phụ tục cũng là đầy đủ cho nhanh thôi. Họ bấm số bà cũng được bấm, bản thân tôi cũng được bấm, xếp hàng bà cũng được, tôi cũng được xếp, cái gì tôi cũng được làm, cái phụ tục cái gì cũng làm cho hết. Không biết là hỏi cái cô hướng dẫn cho thì đi chỗ nào thì không biết, chứ thì có người dẫn đi. Trong điều kiện đội ngũ nhân lực còn thiếu so với nhu cầu thực tế, để thực hiện tốt các kỹ thuật y tế theo phân tuyến, đội ngũ thầy thuốc tại các khoa phòng luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bởi mục tiêu quan trọng nhất là phải nâng cao chất lượng chuyên môn, mang lại niềm tin cho người bệnh và người thân của họ. Việc thực hiện quy tắc giao thức ứng xử là một việc làm thường xuyên và liên tục. Chỉ cần lơ là một giai đoạn là sẽ xảy ra nhiều vấn đề. Do vậy, Đảng bộ, Đảng ủy, Ban giám đốc cũng như toàn thể cán bộ luôn luôn quan tâm chú trọng việc này lên hàng đầu. Cái công tác giao tiếp ứng xử đầu tiên phải là sự quán triệt, tập huấn, huấn luyện nhắc lại hàng năm, hàng quý, hàng tháng. Sau đó là sự giám sát, đánh giá của các bộ phận quản lý tới toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động trong toàn thể trung tâm. Làm theo lời bác dạy, mỗi cán bộ y bác sĩ công tác tại Trung tâm Y tế huyện Tuần Giáo đã không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, tích cực tu dưỡng đạo đức và văn hóa ứng xử, quyết tâm trở thành người thầy thuốc như mẹ hiền. Chuyên mục Điện Biên làm theo lời bác của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.